Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ok, là mình đây nha mọi người. Ok, thì chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì tiếp tục video ngày hôm nay vẫn là con vật này nha mọi người. Video ngày hôm nay mình sẽ review một con nhân vật như thế này nha mọi người. Đây là con vật Lego mình vừa lắp ráp xong nha mọi người. Người nhìn con vật này có thấy quen thuộc không? Đây, mình vừa lắp ráp xong trong ngày hôm nay nha mọi người. Mình vừa lắp ráp xong là mình đã quay video cho mọi người xem luôn rồi ha. Ủa, đây là bộ Lego mình vừa lắp ráp xong mọi người. Bộ này mình lắp ráp trong vòng mà 15 phút cho mọi người, 10 đến 15 phút thôi cho mọi người, rất là nhanh ha. Đây. Mọi người thấy cái chữ thư không? Đấy. Bộ Lego này là Lego mô hình nhỏ nha mọi người.